once again. Hôm nay á mình định cái sao mình đào đất ha. Lâu rồi mình không có về thì giới thiệu bạn hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nào mà chưa biết cha cắn len nha. Hồi xưa người ta có đẻo cày giữa đường, hôm nay mình có cha cắn len không phải giữa đường nha, mà cha cắn len ngoài hè các bạn. Và ngày hôm nay mình ra đào đất cái sao hè. Cái len của mình nó hư rồi nha. Bây giờ mình sẽ cha cái cán len, cái lưỡi len này. Còn là chưa biết thì xem qua để mình có kiến thức nha. Đó thì cái len mà người ta bán sẵn ở chợ, người ta hàng cán kim loại như thế này, nó hàng dính chắc cái lưỡi này ha. Nhưng mà cái lưỡi len này nó xét nó cũ rồi, giờ trong điều kiện của mình là mình không có cái máy cắt, không có cái máy hàn, nghĩa là cái này mình không có sử dụng nó. Mình ra chợ mình mua cái lưỡi len mới này nha. Cái lưỡi len mới này nó lợi tốt, nó hàn cái lớp kẽm ở bên dưới, nó chắc chắc nha các bạn, nó bén nữa. Thì cái lưỡi này khoảng 35 đến 45 ngàn tùy chỗ bán nha. Cái lưỡi len hai là mình cần có một cái cán bằng cây hay bằng gỗ đó để mình đẽo cho nó dễ. Đây là mình sử dụng, đây là gỗ dâu mà nó khô còn chắc nha các bạn, không có bị quá ngọt dặn ha. Để trên lưỡi len thì nó có một cái vị trí này, có một lỗ khoan nè để mình đóng đinh nè bằng ốc để dính cái cán này vào cái lưỡi cho nó chắc nha. Tiếp theo mình cần là một cái vít, một con ốc vít nha, con ốc vít này nè, để mình bắt cái lỗ này nè cho dính cái cán len. Rồi hướng dẫn các bạn nha. Rồi mình cần có một cái búa miến nữa nha. Thì có cái nào tặng dụng đó, cái cán này mình lụm mới thì sao nè, cái trụ đóng cái chuồng gà mình, chuồng vịt của mình tháo ra nè, mình thử lần của nó, cán nó vô khoảng nào vừa, sau rồi mình đẽo cho nó nhọn, như nè nha, đẽo cho nó nhọn ra. Thì cái lỗ để mình tra cán này là đây là to, trong nhỏ dần ra, mình cầm cái cán rồi mình thích hướng nào mình thích hướng này nha, hướng này nó vừa tay nó vững nè ha. Cho vào cái lử mình nhắm chừng nó vô cái khoảng nào vừa hết các bạn, khoảng nào vừa, cái nào chưa vừa, nó chưa có khít là cái gì mình đẻo cho nó khít cái kén vô cái lưỡi len ha. Đó. Sau đó là mình cầm đúng cái tư thế mình cho nó vững cái này, mình nó cho vào cái lử, hướng cái mặt lử lên trên nè, đúng cái bề của mình ha. Rồi mình cầm thịt ra đây vừa xong rồi các bạn sẽ dặn á, biết chỗ nào mà kim loại xi măng dặn nha, chắc vậy xuống để mới gặp được. Rồi giờ nó cái cán nó đã xuống thì đây nè, mình sẽ lấy con ốc vít này để dặn nó lại nha các bạn. Lấy ngóc vít để mình dặn cho con ốc vít này nó bắt cái lưỡi len vô cái kén này, dặn mạnh vô, bắt chọn cái kén này. Rồi nhìn ngoài ốc nằm sát cái không có bị dưới. Ta đục ra có một thanh gỗ hay thanh sắt á để mà đạp cái chân cái lưỡi không có đau, còn giờ mình cứ mang dép mình đạp đào thoải mái nha các bạn. Nhìn cái lưỡi len xong rồi mình ướp thử, rồi cái gì mà mình xách cái len này ra mình đào đất nha các bạn. Đây có cái xi măng người đá đâu không,
nay sẵn để mà làm cán này cũng là một video để hướng dẫn cho các bạn biết, để chia sẻ một số kinh nghiệm, một số kiến thức trong cuộc sống. Các bạn thấy hay gì like và đăng ký kênh theo dõi mình các bạn, để mình có thể có những cái chia sẻ một số kiến thức cơ bản của người dân ở miền Tây và chấp bắt các bạn.